Hello mọi người, mình là Khanh đây. Hôm nay mình quay trở lại với chiếc video mà mình nghĩ là đáng lẽ mình nên làm từ rất là lâu rồi. Nhưng mà thật ra khi nhìn lại thì khi mà mình đã đến được đây rồi ấy, trải qua một thời gian có kiến thức và kinh nghiệm hơn một chút thì mình nghĩ là mình nói về vấn đề này nó sẽ đáng tin cậy hơn, kiểu thông tin được xác thực hơn ấy. Đó chính là việc học phi công bắt đầu từ đâu. Nhưng mà khoan đã, sau khi mình đã quay xong video này rồi, mình ngồi mình xem lại clip một tí ấy, thì mình phát hiện ra là mình đã cột tóc hơi bị thấp, nên là trông mình bị hơi bù xù, không có tươm tất lắm ấy. Mình mong mọi người có thể thông cảm, bỏ qua và xem tiếp video nha. Ok. Thì trước khi mình bắt đầu chia sẻ về những thông tin mình có được hiện tại ở thời điểm này thì mình cũng muốn làm rõ với mọi người một vấn đề là nếu mọi người bắt đầu sau thời điểm này hoặc là trước thời điểm này thì những thông tin này nó sẽ không còn thật sự xác thực 100% nữa. Thì mọi người cũng biết là qua 5 tháng thì những yêu cầu quy định nó cũng sẽ được thay đổi và sửa chữa để phù hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ hơn. Nó sẽ không thật sự là khác hoàn toàn, cơ bản nó vẫn chỉ là như thế thôi. Nên đây chỉ là một chiếc video tham khảo mà mình đúc kết được từ chính bản thân mình cũng như là những thông tin mình kiếm được cho đến hiện tại. Nên là bất kỳ khi nào mọi người bắt đầu học thì mọi người cũng nên cập nhật thêm về những yêu cầu quy định cũng như là tình hình lúc đó như thế nào nữa nha. Và một lưu ý nhỏ nữa là hôm nay mình chỉ nói về trường hợp người quốc tịch Việt Nam học phi công để làm việc cho các hãng hàng không ở Việt Nam. Còn những trường hợp như là người Việt Nam học phi công để làm việc cho các hãng nước ngoài hay là người nước ngoài học phi công để làm việc cho các hãng Việt Nam thì đó là những trường hợp hoàn toàn khác nữa, nên là mình sẽ không đề cập đến trong video này nha. Hôm nay thì mình chỉ nói về trường hợp của mình. Mình nghĩ đó cũng là trường hợp của đại đa số những bạn Việt Nam đang học phi công ở đây cũng như là hướng đi của những bạn đang học phi công ở Việt Nam. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi qua từng quy định một nha. Thì những thông tin ở dưới đây mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm ở trên trang chủ của Vietnam Airlines hay là của Bay Việt. Thì ở đây mình nói về Vietnam Airlines và Bay Việt bởi vì mình đang theo học Bay Việt và cũng định hướng theo Vietnam Airlines. Nhưng mà quy định của những hàng không khác cũng không thật sự khác đâu. Nhưng mà mình vẫn sẽ nói những thông tin của hãng hàng không quốc gia Việt Nam nha. Thì sau đây là tiêu chuẩn sơ tuyển học viên phi công cơ bản. Là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, TOEIC 700 trở lên hoặc IELTS 6.0 trở lên, chứng chỉ còn hiệu lực, tuổi đời từ 18 đến 32 tuổi, chiều cao từ 1m65 cho nam và 1m60 cho nữ, cân nặng từ 54kg cho nam và 48kg cho nữ, đạt tiêu chuẩn sức khỏe đối với phi công dân dụng của Cục Hàng không Việt Nam. Và hồ sơ dự tuyển cần đơn đăng ký dự tuyển, sở yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, bản sao công chứng giấy khai sinh, bản sao công chứng hộ chiếu còn hiệu lực, bản sao công chứng chứng minh nhân dân, phiếu điểm tiếng Anh TOEIC từ 700 điểm trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên còn hiệu lực, bản sao công chứng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, 4 ảnh 4x6 và 4 ảnh 3x4 nền trắng, kết quả khám sức khỏe do Trung tâm Y tế Hàng không hoặc Viện Y học Phòng không không quân cấp. Đó là những yêu cầu mà không khó để có thể kiếm được ở trên mạng. Còn bây giờ thì mình sẽ đi sâu hơn về tiêu chuẩn sức khỏe đối với phi công dân dụng của Cục Hàng không Việt Nam là như thế nào nha. Đầu tiên là tiêu chuẩn phi công về thể lực, chiều cao từ 1m65 cho nam và 1m60 cho nữ, cân nặng từ 54kg cho nam và 48kg cho nữ, chỉ số khối cơ thể BMI lớn hơn hoặc bằng 18 và nhỏ hơn 30, vòng ngực trung bình cm lớn hơn hoặc bằng 50% so với chiều cao, lực bóp tay thuận lớn hơn 40kg cho nam và lớn hơn 32kg cho nữ, lực bóp tay không thuận lớn hơn 30kg cho nam và 25kg cho nữ, lực kéo thân lớn hơn 170% trọng lượng cơ thể, huyết áp tâm trương lớn hơn 90mg thủy ngân, khoảng chênh lệch giữa huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương nhỏ hơn 30mg thủy ngân. Thì thứ hai là tiêu chuẩn phi công về chức năng xử lý bệnh tật. Thì cái phần này nó khá là dài và chi tiết, thì mình sẽ để cái link ở dưới phần description box để cho mọi người có thể đọc từng mục nhỏ và suy ngẫm từ từ nha. Còn mình sẽ đi lướt qua những cái mục lớn cũng như là những cái bệnh mà có thể dễ dàng thấy được nhất. Đầu tiên là hệ thần kinh tâm thần, không mắc những hội chứng tâm thần, bệnh nhân cách không bình thường về trí tuệ hay phụ thuộc vào các chất kích thích, không bị động kinh, chấn thương sọ não cột sống, tổn thương thực thể hệ thần kinh gây bại liệt teo cơ. Kế đến là hệ tim mạch thì không bị nhồi máu cơ tim, bệnh cơ tim, rối loạn dẫn truyền trong tim, loạn nhịp sau phẫu thuật tim, hoặc là các bệnh về máu, về hệ hô hấp, hệ tai mũi họng, nghe được lời nói thông thường cách xa 5m và nói thầm trong 0.5m, rối loạn chức năng tiền đình, rối loạn tiếng nói và giọng nói. Và vấn đề kế tiếp mình được hỏi rất là nhiều lần luôn, đó chính là bị cận có được học phi công không ạ? Thì câu trả lời
lời của mình là có. Mình nhớ là mình có đọc ở đâu đó hay là nghe đâu đó, cả lúc mình đi khám luôn ấy, là mắt cận dưới 1 độ thì không sao, trên 1 độ thì mình có thể đi một mắt là được, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà bây giờ mình lục lại thì mình không thấy đó, cái thông tin nó nằm ở đâu nữa, để kiếm lại cho mọi người xem ấy. Thì bản thân của mình là cận 0.5 độ mỗi bên. Thật ra là một bên 0.5 độ cận, còn một bên là 0.25 loạn, 0.25 cận ấy. Nhưng mà nói chung là cũng là 0.5 độ. Thì trước khi mình đi Mỹ ấy, mình có khám ở trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để mình đặt kính ấy. Thì chị khám cho mình nói là mình có thể đeo hai bên 0.5 độ cận hết đều được luôn. Đây. Thì mọi người có thể thấy hình ảnh đằng sau kính ấy, gọi là gì nhỉ, khúc xạ. Hình ảnh nó khúc xạ, nó không có thật sự là khúc xạ lắm á. Thì mọi người biết ấy, nếu mà kính mà bị cận 5-7 độ thì cái hình ảnh đằng sau kính nó sẽ bị méo hẳn một bên. Thì mình có tổng cộng là 3 cái kính. Thì đây là cái kính nghiêm túc đàng hoàng nhất của mình để đi học bay. Vì kính này có thể đeo làm kính mát được luôn. Bởi vì cái tròng này mình thay là tròng ra nắng nó tối lại ấy, nên là khi đeo đi bay á có thể làm kính râm. Còn hai cái kính sơ cua nữa thì trong trường hợp mình rơi vỡ hay là mất đồ kia thôi, tại vì làm kính ở bên đây cũng khá là đắt ấy, nên mình làm sẵn 3 cái kính ở Việt Nam luôn. Còn kính này mình mua cái gọng ở Hồ Xuân Hương 50.000. Còn trồng thì cũng là trồng chống chạy, chống chói gì đấy, 200-250 gì đó, nói chung là cũng khá là rẻ. Mua kính này chủ yếu là để mình đi học trên lớp hoặc là backup khi mà mất cái kính kia đấy, hoặc là quên đem. Thì một cái mình bỏ trong cặp đi bay và một cái mình để dành đi học trên lớp thôi. Tương tự đây cũng là một cái kính còn lại của mình đấy. Nói chung là mình thì cũng cận nhẹ thôi, mình làm kính theo yêu cầu, với lại mình cũng cảm thấy yên tâm hơn là khi mà mình có một cái cặp mắt 10/10 ấy. Còn mình thấy yêu cầu ghi trong tiêu chuẩn là đây. Mình có hỏi chị Phương, chị bạn là bác sĩ của mình ấy, để nói rõ hơn về cái vấn đề này cho mình nghe ấy, thì chị có nói là thị lực nhìn xa là đo theo bảng chữ kiểm tra sức nhìn của mắt, còn tật khúc xạ là cận viễn không được quá 3 độ, chênh lệch giữa hai mắt không lớn hơn 2 độ, loạn không được hơn 2 độ. Đó là yêu cầu về mắt ở trên trang của bệnh viện mình có thể dẫn chứng được cho mọi người. Và quan trọng, bệnh về mắt thì không được mù màu, nhất là các màu xanh lá, màu đỏ hay màu vàng. Cái này rất là quan trọng luôn ấy, bởi vì nếu mà không phân biệt được màu sắc thì thật sự sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì gần như là tất cả những bảng chỉ dẫn, đèn hiệu, mọi thứ đều phân biệt bằng màu sắc hết. Cái đấy là hệ tiêu hóa, không bị thoát vị các dạng, dị tật bẩm sinh, nói chung là ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, điều trị không khỏi hay là tái phát. Rồi về chuyển hóa dinh dưỡng nội tiết, xét nghiệm sinh hóa bình thường, hệ tiết niệu sinh dục bình thường, các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục như là HIV dương tính thì không được, cũng như là các bệnh ký sinh trùng, sản phụ khoa bình thường. Nếu mà được chẩn đoán xác định đang mang thai thì tạm thời đánh giá không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Sau khi sinh con 5 tháng thì xem xét cho bay nếu các chức năng của cơ thể hồi phục bình thường, hệ xương khớp cử động bình thường, không được khuyết, thiếu, dính ngón tay, chân, dị tật cột sống và khung chậu, các bệnh về cơ, xương khớp ảnh hưởng đến chức năng vận động, da và các bệnh ngoài da. Cuối cùng là các khối u, u lành tính thì đã hoặc chưa phẫu thuật nhưng ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể, hay là u ác tính ảnh hưởng đến các chức năng và thời gian sống thì cũng không được. Đó là tất cả những gì mình có thể tóm gọn lại cho mọi người. Nhưng mà mình vẫn khuyên là mọi người nên lên đọc trực tiếp cũng như là đi khám thử để xem mình có đủ điều kiện sức khỏe hay là không. Thì bản thân mình sau khi trải qua những lần khám sức khỏe ở Việt Nam cũng như là ở Mỹ để đạt chứng chỉ sức khỏe loại 1 thì mình nhận thấy được hai điểm khác nhau khá là rõ rệt về những cái yêu cầu quy định. Một đó là về chiều cao cân nặng và hai là về mắt cận hay không cận. Thì về chiều cao cân nặng ở Việt Nam, như lúc đầu mình có nói, thì là nam từ 1m65 trở lên 54kg và nữ từ 1m60 trở lên và 48kg. Thì ở Mỹ hoàn toàn là không có giới hạn về vấn đề này. Mình nghĩ vậy bởi vì mình chẳng thấy có cái yêu cầu tiêu chuẩn chiều cao cân nặng tối đa tối thiểu là đâu hết. Bởi vì Việt Nam 99% mọi người học phi công là để làm việc cho các hãng của Việt Nam, nên là những cái tiêu chuẩn về vấn đề này cũng sẽ theo tiêu chuẩn của các hãng. Còn ở Mỹ, mọi người học phi công vì rất là nhiều lý do, có thể là vì đam mê, có điều kiện mua máy bay riêng cho mình nên có thể tự lái, cũng giống như là tự lái xe hơi của mình vậy á, hoặc là làm cho những hãng sản xuất máy bay để lái giới thiệu cho khách, cũng như là lái máy bay chụp hình địa hình, phun thuốc trừ sâu vân vân, rất là nhiều luôn. Nên mình nghĩ là cũng chẳng có những cái yêu cầu cụ thể nào đó. Và thứ hai là bị cận ở Mỹ có bao nhiêu độ thì cũng không sao hết, chỉ cần đeo kính phù hợp là ok. Mình có thể nói đơn giản dễ hiểu là nếu không phải là mắt 10/10
thì là tất cả đều phải đeo kính hết. Còn về trường hợp mà mình mổ mắt ở Việt Nam xong rồi qua Mỹ học á, thì nó sẽ nảy sinh ra những vấn đề khác. Ví dụ như là họ sẽ cần mình cung cấp những thông tin là mình mổ mắt theo kiểu gì, rồi những loại thuốc mình dùng khi đó là như thế nào, nên là nó cũng khá là phiền sau này. Nói chung là nghe khá là phức tạp vậy đó, nhưng mà nếu mà cứ từng bước thì sẽ không còn phức tạp nữa. Thì ngoài cái tiêu chuẩn khám sức khỏe cũng khá là dài, nhưng mà thật ra cũng không khó lắm đúng không mọi người. Thì vấn đề tài chính cũng là một lớn kế tiếp, nhưng mà ở video này thì mình chỉ sẽ nói sơ sơ tổng chi phí huấn luyện ở Việt Nam cũng như là nước ngoài sẽ rơi vào khoảng 200.000 đô la Mỹ. Còn về chi tiết hơn thì ở một video khác thì mình sẽ bàn về từng mục nhỏ trong khoảng 200.000 đô la đó cho mọi người nghe nha. Còn nếu mà thiếu về yếu tố này nhưng mà vẫn quá đam mê lái máy bay thì mình nghĩ mọi người có thể xem về những yêu cầu tiêu chuẩn của phi công quân sự như thế nào. Ở cái mảng này thì mình hoàn toàn không có nhiều kiến thức nên là mình không thể chia sẻ được cho mọi người. Còn nếu mà quá đam mê với ngành hay là cái môi trường làm việc ở đây thì mình nghĩ mọi người có thể thử công việc tiếp viên hàng không. Cá nhân mình nghĩ là nếu là tiếp viên hàng không để trải nghiệm thì thực sự nó khá là hay. Mọi người có thể lùi lại một bước để tìm hiểu thêm về môi trường cũng như là anh chị phi công xem mình có thật sự phù hợp hay là thích cái nghề này hay là không, cũng như là tích góp được một khoản để dành để bồi đắp thêm cho dự định kế tiếp của mình. Còn để làm tiếp viên hàng không lâu dài thì mình nghĩ mọi người cần có một sự yêu nghề nhất định, bởi vì mình nghĩ tiếp viên hàng không không phải là một công việc dễ dàng gì, cũng có rất là nhiều góc khuất. Việc này thì mình xin nhờ các anh chị em tiếp viên chia sẻ nha, bởi vì mình có đi làm đâu mà nói được. Và công việc thứ hai thứ ba mình nghĩ nó khá là hay và khá là gắn bó hiểu được cái nghề phi công, đó chính là làm kiểm soát viên không lưu ATC, Air Traffic Controller, và kỹ sư hàng không. Công việc này cũng tốn một khoản chi phí đào tạo nhất định, nên là mình nghĩ nó không thể làm để trải nghiệm được mà cũng phải là gắn bó lâu dài. Và yếu tố kế tiếp là tiếng Anh 700 TOEIC trở lên hoặc là 6.0 IELTS. Mình hy vọng là mọi người có thể trang bị một vốn liếng tiếng Anh nhất định thì nó sẽ rất là dễ dàng cho mọi người hơn sau này rất là nhiều. Và các môn toán lý thì thật sự cũng không quan trọng bằng tiếng Anh đâu, nhưng mà cũng không thể không biết gì được đúng không? Và đó là tất cả những yêu cầu tiêu chuẩn để bắt đầu học phi công mà mình có thể tổng hợp lại được cho mọi người. Mình nghĩ đây là cái video dài nhất từ đó đến giờ của mình luôn. Thật sự rất là cảm ơn mọi người đã đủ kiên nhẫn để xem đến đây. Hôm nay giọng mình có hơi khang khang nhờ, chắc là bữa giờ nói nhiều quá. Và đây cũng không phải là một công việc mà cứ thích là có thể làm được, nên là nếu bạn nào có đủ khả năng kinh tế cũng như là năng lực bản thân thì mình hy vọng mọi người sẽ có đủ quyết tâm để theo học đến cùng. Hy vọng có thể gặp tất cả mọi người trên bầu trời này một ngày không xa. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp mọi người video kế tiếp nha. Bye bye.